Thế nha, đầu tiên là format ổ USB này. Đấy. Định dạng FAT 32 này. Start này. Xong nào. Copy zoom. Zoom nào? Zoom đây. Không để đây à? Đây, copy zoom này. Rồi, copy file kia mình bắt đầu nhỉ? Đầu tiên là download tất cả các file này về. Đấy. Đây, quay này. Các file này về nha, không ạ? À? Giải nén cái đầu tiên này ra. Copy vào USB à. Ơi để chuẩn bị mang đi chạy room. Đây, USB hoàn thiện sẽ như thế này. Rồi, giờ chúng ta tiến hành đi up room. Bây giờ là bắt đầu quay này. Đầu tiên ta cắm USB vào đít. Sau đấy là em cầm đi, nhưng mà em cầm thì em ấn thế nào đây? Đấy, Sau là đấy cắm 2 giây này vào thì anh nói thế thôi rồi anh dừng đi, quay lại ừ, xong rồi cắm 2 giây đi. này vào là điều khiển ấn như nào Đây, hai đây, nút này. tối quá đây, điều khiển ấn 2 nút đấy giữ nguyên nhá, xong rồi bắt đầu anh cắm 2 giây này vào nhá, rồi bắt đầu cắm nha. Giữ nguồn đi. Cắm. Sao nó khởi động lên mi là sao? Rồi, bỏ đây à. Được rồi đấy. Ngon đấy. Đấy, lên hình này là ngon này. Không đợi chạy xong là xong. Anh quay hơi nghiêng, hơi lệch. Hơi lệch lên à. Cho nó lệch xuống đấy, chuẩn bài đấy, đợi xong là xong, đợi xong khởi động lại, sau khi khởi động lại thì nó sẽ update đây, qua đình trình đang update rồi, sau khi hệ điều hành đã lên chúng ta lại tắt đi để update lần hai, rút cả 2 giây luôn. Đây, ta sẽ sau khi có bản zoom update chúng ta sẽ tiếp tục cắm vào đây. Rồi, vào đâu ra hỗ trợ cái xem nào. Có quay có cái tiếp tục bấm nút home và nút gì menu home menu giữ chưa. Rồi, cắm cắm rồi, ok, lại chờ đợi là hạnh phúc, chờ đến khi nào mà hiện hình con robot đang sửa mông là được rồi, xong, thank you vợ. Bye. Ấy chúng ta đã update tầng 2 xong rồi ấy, chờ nó xong rồi. Đây, sau khi khởi động xong các bạn rồi bỏ qua phần chọn mạng này đi. Đấy. Đây, các bạn vào đây. Không được rõ lắm nhỉ.
Đây các bạn vào cái tab này này. Đấy. Xong vào cái hình này này. Rồi. Bạn sang tab bên cạnh này. Rất quan tâm đến còn gì nữa. Đấy. Xong chúng ta đi xuống đi. Setting như này. Đấy. Setting đây. Ý. Đây setting đây. Cài. Okay. Z. Nó bắt thì ta chuyển. Back. Setting Z Z thoát hết ra à. Cái bài này bật ADB nó dễ à, không chuyển tiếng Anh đi. Đây rồi, setting đây rồi. Cái Android TV setting đi. Một lần đây. Rồi. Đây. Hình quả cầu. Chọn tiếng Anh. Ok. Lại không? Lại. Rồi. Đây. Chọn English. Ok. Xong. Chọn About. Chọn dòng Build. Ấn 7 lần. Đấy. Hiện. Rồi ok. Stop. Rồi. Thoát. À chết nhầm. Đây, develop. Debug. On. On rồi này. On. Off đi. Đi ta đi. Không phải ấn vào ấn. Không. Thôi sang nghỉ đi. Không phải ấn gì cả. Stop đâu. Play chưa? Đây, ADB on. Rồi, ra lần nữa. Cắm dây thôi. Cắm dây không nhìn thấy. Cắm dây USB hai đầu.
Stop cái đã. Chỉnh độ phân giải nhá. Vào đây. Display. Display. Thoát. Ok. USB. Mở file install tvkprb lên. Error not found, đúng không? Đấy. Đấy, ấn nút bất kỳ. Rồi. Xong. Lên này coi như xong. Khó nhìn quá. Rồi, lên này coi như xong nha. Stop đã. Stop đã. Bắt đầu cắm bộ chiêu cổng USB đấy vào đây, rồi cắm chuột vào đây. USB đây, để đi cop room nè. Đây. À, USB mình có room rồi mà. USB mình có room rồi mà. Đây, trình diễn nè. Rồi. Đây. Gạt vào đây. Intro. Đây. Không nhìn thấy gì nhỉ. Đây, bác sẽ nhìn thấy cái select store giờ này. Đấy, góc dưới bên phải. Thấy USB không? Kiểu hiện ra dung lượng, tức là được. Đấy, hiện ra dung lượng rồi đấy. Tiếp tục chọn OK. Chọn file trên đầu. Kéo. Ngồi chờ. Chờ thôi, chờ đợi là hạnh phúc thôi. Từ đoạn này thì mình đã quay rồi. Đấy. Rồi, boot đấy, recovery. Thật là lâu. Các bạn phải chú ý ngồi kiên nhẫn. Đăn rồi đấy. Reboot system thôi. Reboot system xong. Tận hưởng thành quả. Ấy. Ấy khởi động như sẽ như thế đấy các bạn.
cũng hơi lâu một tí, các bạn cứ thông cảm. Hoàn thành nhá các bạn, đủ hết nhá, good play, các thứ, ok, thử tiếng Anh xem. Đấy, đang tiếng Việt nha. Đấy, anh thử xem. Ok, thì em thích tiếng Việt cơ. Hưởng thôi.